ta kỷ niệm ngày chính Chúa Giêsu Kitô đầu tiên thiết lập bí tích thánh thể này tại bữa tiệc ly. Và đối với anh em linh mục chúng con, đây cũng là ngày đầu tiên và giây phút đầu tiên Chúa Giêsu Kitô thiết lập bí tích truyền chức thánh. Ngày mà anh em linh mục của chúng con bên cạnh lễ dầu còn được gọi là ngày kỷ niệm bí tích truyền chức của mọi người. Vào buổi chiều đặc biệt hôm nay, một buổi chiều mà chính buổi chiều này có mời gọi mọi người chúng ta trở về với cội nguồn của mình, là con rồng trắng tiên. Chúng ta biết với những ngàn năm văn hóa của người Việt của chúng ta, điều đầu tiên của mọi người Việt chúng ta, dù sống trong nước hay dù sống ở hải ngoại, bất cứ nơi đâu, chúng ta phải trở về cội nguồn của chúng ta, đó là tiên học lễ, hậu học văn, lễ nghi, lễ độ, lễ phép. Và trong văn hóa của người Việt và văn chương của người Việt chúng ta, nhưng kế đến là một người Kitô hữu, một người Công giáo, mỗi người chúng ta cũng phải trở về với cội nguồn của mình. Và chỉ có buổi chiều hôm nay, buổi chiều tại bữa tiệc ly, buổi chiều mà chính Chúa Giêsu Kitô thiết lập bí tích thánh thể và thiết lập bí tích truyền chức, để mỗi người chúng ta cũng trở về cội nguồn của mình. Vì cội nguồn của chúng ta ở đây, chúng ta là mỗi một con người mang danh Kitô hữu, và chúng ta đón nhận mình và máu Chúa Kitô, và đó chính là cội nguồn của chúng ta, để chúng ta tiếp tục noi gương Chúa Giêsu, học ở Chúa nơi Giêsu một bài học khiêm nhường, một bài học yêu thương và một bài học sự hy sinh. Từ sự hy sinh và yêu thương này, chúng ta mới có được sự phục vụ cho nhau. Và Chúa Giêsu Kitô đã cho chúng ta thấy một hình ảnh khiêm nhường và rất là đẹp. Và đây chính là cội nguồn và căn tính của mọi người chúng ta nữa. Bản chất của một người nô lệ là phải rửa chân cho người chủ của mình. Nhưng ở đây, Chúa Giêsu Kitô vốn là một vị Thiên Chúa, nhưng mà lấy thân phận của con người chúng ta trở nên một người giống như là một người nô lệ, để rồi trở thành một vị vua. Mà vị vua này mang tính cách của một vị vua để phục vụ chúng ta, chứ không phải một vị vua đến để phục, để được chúng ta phục vụ. Và qua ý nghĩa rửa chân của Ngài, Ngài trở nên một người bé nhỏ nhất, và ở sự khiêm nhường nhất của Ngài, Ngài dạy cho chúng ta một bài học và làm gương cho chúng ta một bài học, đó là bài học phục vụ cho nhau, phục vụ cho yêu thương, phục vụ cho hy sinh. Sự hy sinh mà chúng ta cũng học được nơi Chúa Giêsu Kitô, và sự hy sinh này chỉ có ở nơi Chúa Kitô, và cội nguồn từ nơi Chúa Kitô ở biến cố tử nạn của Ngài mà thôi. Ngài đã khiêm nhường và Ngài đã hy sinh, và tất cả những đức tính cao quý này của Chúa Giêsu Kitô cũng bắt đầu từ một cội nguồn, đó là tình thương của Thiên Chúa là Cha. Ngài yêu thương chúng ta tột cùng, và Ngài gửi con của Ngài đến để cứu chúng ta, đưa về cõi phúc trường sinh với Ngài. Bởi thế, vào buổi chiều hôm nay, con xin mời cộng đoàn dân Chúa của chúng ta có thể ôn lại sau những 40 ngày mùa chay vắng bóng bài hát kinh vinh danh, vắng bóng của tiếng chuông, một hình thức của phục vụ nhắc nhở mọi người chúng ta tiếp tục bước vào con đường chay tịnh và hy sinh, để chúng ta hướng về thập giá cứu độ của Chúa Giêsu Kitô. Và rồi chỉ trong buổi chiều hôm nay
và sau đó tiếp tục vang bóng tiếng chuông và vang bóng kinh vinh danh. Và chỉ trong đêm vọng phục sinh sau biến cố mà chúng ta lắng nghe những lời Ngài mời gọi mỗi người chúng ta trong cuộc ước, thì ở đó chúng ta mới nghe lại tiếng chuông chúng ta một lần nữa cùng với giáo hội vinh danh Thiên Chúa. Thì ở đây chúng ta được mời gọi tiếp tục ôn lại. Nếu lỡ như những 40 ngày mùa chay vừa qua mà chúng ta chưa sống được những chay tịnh đó, chúng ta chưa sống được sự hy sinh đó đến từ Chúa Giêsu Kitô, chúng ta chưa sống được tình thương và tinh thần phục vụ đó, thì có ước rằng buổi chiều tối hôm nay khi chúng ta nhìn thấy hình ảnh của những vị chủ trang khiêng giường từ bên trong đáy lòng để rửa chân cho các anh, ông bà và anh chị em, cũng đó là một sự khiêm nhường mà chúng con học được từ Chúa Giêsu Kitô. Và chúng con cũng muốn từ bài học này mỗi người chúng ta làm gương cho nhau để chúng ta hy sinh trong lời ăn tiếng nói của mỗi người. Chúng ta cũng hy sinh trong những hành động hèn mọn của mọi người chúng ta, và chúng ta cũng hy sinh để chúng ta khiêm nhường phục vụ cho nhau. Và sự phục vụ này chỉ có ý nghĩa thiêng liêng và ý nghĩa linh thánh nếu nó xuất phát từ một trái tim yêu thương của chúng ta, một trái tim mà chúng ta đáp lại tình thương của Thiên Chúa là Cha trao ban cho chúng ta. Và chúng ta lấy trái tim nhân lành của chúng ta đáp lại với tình thương mà tình thương Chúa ban cho chúng ta, thì tất cả những sự hy sinh, tất cả những sự khiêm nhường, tất cả những đức thánh thiện của chúng ta mới được đẹp lòng Thiên Chúa. Và mình và máu Chúa Giêsu Kitô mà chúng ta đón nhận vào chiều tối hôm nay không những trở thành linh dược để lưu dưỡng thân xác và linh hồn của chúng ta, mà chính mình và máu của Giêsu Kitô mà chiều tối hôm nay chúng ta long trọng kỷ niệm bí tích thánh thể, chính mình và máu của Giêsu Kitô mà chúng ta đón nhận với hết tấm lòng và tình thương của chúng ta, thì con tin chắc rằng buổi chiều tối hôm nay mình và máu Chúa Kitô được vào trong tâm hồn của chúng ta, và Ngài sẽ ở đó. Và khi chúng ta đón nhận Ngài, chúng ta sẽ đón nhận một cách không vô nghĩa. Thiên Chúa rất yêu thương quý ông bà và anh chị em, con noi gương Ngài và mong cũng như vậy.